Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Người Tito. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi chiều ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ và giới thiệu cho các bạn là tham gia vào một cái dự án mới, cũng là thuộc cái trend khai thác đồng coin ở trên cái ứng dụng Telegram. Và cái kèo này thì mới ra lò vào ngày 17 tháng 3, và cái dự án này thì cực kỳ là tiềm năng các bạn nhé, và nó có giá trị khá là cao. Thì ở đây thì chúng ta sẽ đào cái đồng PXN miễn phí ở trên cái bot Telegram, và hiện tại thì chúng ta đào thì chúng ta đã có cái giá trị cũng như là đào sớm trước khi mà cái đồng sức mạnh khai thác của nó giảm đi. Thì ở đây là một cái kèo khá là ngon, và ngon hơn tất cả các cái kèo tương tự như cái kèo hot cũng như là XPlus hay là Momo AI, và phát triển rất là nhiều trên hệ sinh thái và cái tiện ích. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tham gia, link đăng ký tham gia thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Và cái kèo này thì chúng ta sẽ khai thác ở trên cái ứng dụng Telegram, cho nên là các bạn nào mà chưa có cái ứng dụng là Telegram thì chúng ta có thể là tải cái app mà Telegram về, và sau đó thì chúng ta sẽ tạo tài khoản và chúng ta tham gia đào được nhé. Đây, khi các bạn vào bot thì nó sẽ có cái thông tin như này: bot này có thể làm gì? Chào mừng bạn đến với ví Pixel, cổng vào hệ sinh thái Hello Pixel, đăng ký để khám phá tiền điện tử và kiếm mã thông báo Pixel ví thật. Đúng, đăng ký có nghĩa là tạo ví ở trên Salary. Sẵn sàng cho tất cả các mạng EVM. Pixel là gì? Là mã thông báo chính thức của Hello Pixel. Đăng ký khai thác Pixel kiếm cổ tức bằng đồng Bitcoin, Ethereum và USDT, và việc tham gia tích cực sẽ mang lại cho bạn Pixel và NFT có giá trị. Đó, thì cái phần chào mừng đầu tiên khi các bạn tham gia thì các bạn kích nút Start cho mình nhé. Nó thì nó sẽ hiện ra cái chữ hai Open Wallet, thì các bạn kích vào đây cho mình này. Các bạn kích nút Start cho mình. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ kích vào tạo ví. Ở đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái 12 cái cụm từ hạt giống, thì các bạn sao chép cụm từ hạt giống hoặc là các bạn có thể chụp lại, các bạn sao lưu viết ra giấy để chúng ta sau này chúng ta khôi phục cái ví này các bạn. Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào Continue. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có một cái giao diện ví tương tự như cái ví Chất Wallet hay ví MetaMask. Và những cái kèo như thế này thì chúng ta không nên bỏ qua, bởi vì nó là một cái kèo ví mà đặc biệt là nó lại thuộc cái trend của hệ là khai thác cái đồng coin ở trên ứng dụng Telegram. Thì các bạn khi các bạn vào thì các bạn sẽ kích nút mining này này. Đó. Và các bạn nhấn nút claim. Đó. Ở đây thì chúng ta đã claim được này. Yêu cầu chúng ta là có cái phí gas là cái đồng SGB. Đó. Nếu như chúng ta claim ngay, còn nếu không thì các bạn sẽ chờ là 24 tiếng sau thì chúng ta vào chúng ta claim các bạn nhé. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy nó có một cái đồng hồ đếm ngược của mình đây. Và cái sức mạnh khai thác này, cái sức mạnh khai thác là 0.01 pixel trên 1 giờ. Đó. Và các bạn bấm vào cái phần này thì nó sẽ có cái phần nhiệm vụ cho chúng ta hoàn thành nhé. Các bạn kích vào đây này. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta nhận này. Các bạn kích vào đây. Chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram này. Sau đó các bạn back lại. Tiếp theo chúng ta sẽ follow Twitter này. Đây là trang Twitter của Pixel nhé. Sau đó thì các bạn quay trở lại này. Tiếp theo các bạn join vào cái nhóm Telegram chat. Ui, mình nhỡ thoát ra rồi. Rồi thì mình sẽ vào lại nhé. Vào lại này, mình nhấn vào mining này. Nhấn vào nhiệm vụ này. Đó, sau khi hoàn thành ba cái nhiệm vụ này các bạn nhấn vào đây. Nhấn đây để chúng ta check nhé. Ok, như ba cái nhiệm vụ mà nó hiện cái chữ màu xanh như thế này là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì các bạn bấm vào ba gạch này thì nó sẽ có cái phần menu. Menu ở đây là chúng ta sẽ có cái phần mà level này. Ở cái level của các bạn là bao nhiêu này, nhiệm vụ này, phần thưởng này, ví này, đắc mo này. Rồi là ở trong này có exchange này. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có mục này, chúng ta sẽ quy đổi từ cái đồng Pixel. Đấy, ví dụ như mình sẽ quy đổi nhé. Ở đây thì có một đồng Pixel thì các bạn sẽ quy đổi được sang 0.SGB, nhưng hiện tại thì chúng ta chưa quy đổi được. USDT này. Đó, có thể là cái chức năng này nó chưa hoạt động các bạn nhé. Đó, còn rất là nhiều các cái chức năng khác ở trong cái ví này. Đây, Aerobe này.
Đó, đây là cái phần thông tin các bạn có thể đọc tìm hiểu ở trong cái phần ví này. Đó, và các bạn thoát ra. Khi các bạn thoát ra thì các bạn lại bấm vào cái Pixel Wallet, sau đó các bạn nhấn vào Open Wallet này. Chúng ta sẽ quay trở lại cái phần chúng ta đào. Đó, ở đây thì nó có cái phần PHP này, Exchange này, NFT này. Đó, rất là nhiều cái mục khác, và trong cái phần này chúng ta có thể là lạp rút ở đây. Thì trong cái ví này thì nó có cái đồng Pixel ở đây. Các bạn muốn đào thì chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta bấm chúng ta đào. Đây là cái phần mà bộ nhớ chứa cái đồng Pixel các bạn nhé. Nó cũng tương tự như cái đồng HOT ấy. Nó có cũng sẽ có cái bộ chứa. Khi bộ chứa nó đầy thì chúng ta phải vào chúng ta clam. Nếu không clam thì cái máy khai thác của chúng ta sẽ bị dừng. Bên dưới này chúng ta tăng sức mạnh khai thác này. Ở đây thì nó sẽ có cái mục mà chúng ta copy link giới thiệu mời bạn bè tham gia. Đấy, các bạn kích vào đây, chúng ta sẽ copy cái link này này. Đó. Sau đó thì các bạn chia sẻ mời bạn bè tham gia. Ở đây thì các bạn lưu ý nhé, copy mời bạn bè tham gia thì các bạn sẽ được hưởng 20% sức mạnh khai thác của cấp 1 này, cấp 2 thì các bạn sẽ được 5% nhé. Tức là chúng ta sẽ hưởng Z là hai cấp liền. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây là cấp 1, cấp 2 thì nó sẽ có cái danh sách ở đây, ở bên dưới này. Rồi các bạn back lại này. Tiếp theo là sẽ có một cái mục core. Mục core ở đây thì hiện tại nó vẫn chưa phát triển. Đó, cái này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.